Người sói Hugh Jackman điều trị tâm lý. Hugh Jackman tiết lộ bác sĩ tâm lý thường xuyên túc trực tại phim trường trong quá trình anh ghi hình cho bộ phim The Son. Theo Hollywood Reporter, tài tử Hugh Jackman chia sẻ về việc đoàn làm phim The Son thuê bác sĩ tâm lý để hỗ trợ các diễn viên khi cần thiết. Ngôi sao trẻ Curtis Sherman cho biết đây là trải nghiệm lần đầu anh có trong sự nghiệp diễn xuất. The Son lấy cảm hứng từ căn bệnh trầm cảm. Bên cạnh chủ đề của phim, ảnh hưởng tâm lý sau đợt phong tỏa vì COVID-19 khiến Hugh Jackman gặp nhiều khó khăn trong quá trình diễn xuất. Tài tử người sói đã chủ động tham khảo ý kiến từ bác sĩ và các chuyên gia trong lĩnh vực trị liệu tâm lý. Qua thời gian tìm hiểu, Hugh Jackman nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý trong cuộc sống thường ngày. Anh nhấn mạnh việc tìm hiểu là cần thiết đối với những nhân vật có diễn biến nội tâm phức tạp. Jackman tiết lộ bản thân từng phải trị liệu tâm lý vì những tổn thương thời thơ ấu, theo WHO Magazine. Tôi nhận ra mọi người thực sự thiếu hiểu biết về sức khỏe tâm lý. Đó là một điều đáng quan ngại. Chúng ta cần chủ động trong việc trau dồi kiến thức về vấn đề này. Tôi cho rằng nhà sản xuất cần hiểu được trách nhiệm của mình với các diễn viên. Không chỉ trả cát xê đầy đủ, họ cần quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho diễn viên cả về thể chất lẫn tinh thần, Jackman nói. The Son được chuyển thể từ một trong những vở kịch của đạo diễn Florian Zeller. The Son xoay quanh câu chuyện về Nicholas, Trần McGrath, một thanh niên vất vả trong việc đấu tranh với vấn đề về tâm lý. Nicholas có sự đồng hành của người cha là Peter, Hugh Jackman, và mẹ Kate, Laura Dern. Nicholas cho rằng cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ là nguyên nhân khiến căn bệnh của anh ngày một xấu đi.